mất khăn xào đất hả? Là đường nào đâu? Là làm đường đấy hả? Ờ đúng rồi, đúng rồi, mình là sát cái suối này. Và cái đường này hồi xưa là đất mình hả? Đất này là mang lên trên huyện vậy. Đất này hồi xưa là đất mình con nhà. Nó làm hai con đường đi, một con đường đi xuống đường cao tốc, một con đường đi Bắc Ái. Bây giờ nhà nước đền bù miếng này được 70 triệu. Mất 20 cây. Làm cái đường. Đường này lắm đường, đường về ba cụm Bắc luôn. Ngon ghê ha. Mà sao bên kia có đường song song mà nó làm thêm được hết á. Làm đó sau này nó bỏ, nó qua đây. À bên này tiện hơn, thuận lợi hơn nên bỏ. Nó kêu nó qua cái làm phải làm cầu gì. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đất của mình tới đây. Con đường đi vô có cây số nữa là ngay sát cái suối luôn. Nhưng mà giờ nước ở đây là vẫn lên được hả? Dạ. Đó đang bơm dưới đó. Mình vẫn bơm lên ao. Rồi từ ao. Nhưng mà vẫn băng mấy mốt làm đường thì sao ta? Mình đang làm rồi, đâu có giờ mình âm xuống. À mình âm xong hết rồi. Giờ mình làm xong hết rồi. Ừ, tức là nó không có đào gì tới nữa phải không? Không, mình âm rồi xuống. Ừ. Lấy tiền đền bù rồi mà. Không chứ sợ mốt nó làm đường nó đào xuống nữa. Chính hai trái luôn. Đây, đồ điên rẫy hai. Ngay con suối đẹp. À, suối sát bên suối luôn. Rồi đi dài đến cái tới cái hàng rào kia. Cái hàng rào. Cái này cũng gần 4 năm. 4 tháng nữa là tháng 11 này là 4 năm. Hôm nay tháng 7. 4 tháng nữa. 4 năm. Rồi được hai trái mít. Nó mà thơm là ăn liền. Hai trái mít. Mít này mít gì? Mít Thái. Mít Thái luôn. Mít Thái thì sướng. Ăn hết nữa con, cho bà bé ăn với. Ừ. Mặt đường của mình là sát. Mát. Mát đường đẩy của mình luôn. Trong kia còn trái trà bá nữa. Thôi sách mệt lắm. Đây, về. Chở ở đó. Ra Nha Trang ai ăn hết đó. À. Con đồ trên đẩy là đồ quý mà. Đem ra kêu...